mời. Đồng chí Huỳnh Thị Hồng Vân, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn sẽ lên sân khấu nhận biểu trưng từ các đơn vị đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Và sau đó xin được trân trọng kính mời đồng chí Võ Thị Kiều Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi sẽ lên trao thư cảm ơn đến các mạnh thường quân, các đơn vị đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và đầu tiên thì xin được trân trọng kính mời đại diện Ngân hàng Quân đội chi nhánh Củ Chi lên sân khấu để trao biểu trưng và nhận thư cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời đại diện Ngân hàng Quân đội chi nhánh Củ Chi. Và xin được thông báo là Ngân hàng Quân đội MP Bank chi nhánh Củ Chi đã ủng hộ cho quỹ vì người nghèo với số tiền là 20 triệu đồng. Và xin được kính mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật to để cảm ơn đến các đơn vị đã ủng hộ số tiền cho chúng ta ngày hôm nay. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Bắc Sài Gòn sẽ lên sân khấu để trao biểu trưng cho chương trình ngày hôm nay với số tiền ủng hộ là 20 triệu đồng. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng giao thông Hồng Phương sẽ lên sân khấu trao biểu trưng với số tiền ủng hộ là 10 triệu đồng. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông Đậu Xuân Hoàng, địa chỉ ở khu phố 6, thị trấn Củ Chi với số tiền ủng hộ cho chương trình là 10 triệu đồng. Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Củ Chi và sẽ lên sân khấu trao biểu trưng ủng hộ cho quỹ vì người nghèo với số tiền là 5 triệu đồng. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện Công ty Du lịch Đất Thép và sẽ lên sân khấu trao biểu trưng cho chương trình với số tiền ủng hộ là 5 triệu đồng.